có 4 nhóm sản phẩm chính, đúng không cả nhà? Trên 60 sản phẩm chúng ta có 4 nhóm chính. Bảo vệ sức khỏe, trong đó ta có thêm cái máy lọc nước yêu kiềm, chúng ta có sữa non, đúng là cái từ đủ nó là xuống miễn dịch. Chúng ta có chăm sóc da, có chăm sóc cá nhân, chăm sóc gia đình. Thôi không nhanh là không kịp đây này. Rồi, ngày hôm nay Thắng sẽ phân tích cho cả nhà điểm vượt trội của sản phẩm DOC trước. Được không? Bao nhiêu anh chị muốn hiểu điều này nhưng chưa ok. Ở giờ người ta hỏi á, người ta hỏi anh ơi, thích hỏi một câu này, sản phẩm của DOC so với tập đoàn khác vượt trội cái gì? Đừng cái câu khách hàng rất là ghét, anh chị biết câu hỏi gì, bao nhiêu anh chị hiểu cái câu khách hàng rất là ghét là gì? Theo mọi người cái câu khách hàng ghét nhất, chúng ta là người khách hàng đi, chúng ta cũng là khách hàng của những người khác mà. Mọi người ghét nhất câu cái người bán nói câu gì? Mọi người ghét câu gì? Chị dừng ở đây, mọi người ghét câu gì? Sản phẩm này chê tốt lắm. Đầu tiên là sản phẩm mình tốt lắm, tốt nhất luôn. Sản phẩm kín đều lắm. Bố nó chứ thằng nào cho nói vậy, mày nói thế tao nói tao nghe mày làm gì? Đúng không? Bước 1 là đừng nói sản phẩm mình tốt, đừng nói sản phẩm mình tốt lắm, đừng nói sản phẩm kia không khác. Chung quy là sản phẩm nào cũng tốt, nhưng em ngày nay em sẽ phân tích cho anh cái này thực sự hợp với anh. Đúng không ạ? Cái nào nó cũng có cái hay. Anh chị uống ăn rau nó rất tốt mà nên là nhớ anh chị buồn cười lắm. Khi làm về thực phẩm chức năng á, ôi thực phẩm chức năng tốt lắm, ma ơi uống độc vitamin nó đã khỏe rồi, chứ nó chi cái hộp đấy mấy trăm nghìn nó đủ thứ loại nó sao nó không khỏe? Mà để nó khỏe tới đâu thôi? Cả nhà hiểu ý thằng nói không ạ? Mấy bà uống đậu nghiền ra đã tốt hơn rồi, đã khỏe rồi chứ nói chi là thực phẩm chức năng? Cả nhà hiểu điều này không ạ? Vấn đề là tốt tới đâu, tốt cái gì thôi, chứ đừng nói với tôi thực phẩm chức năng nào chả tốt. Đúng hay sai ạ? Nên là gặp mấy bà bán sữa có mấy thực phẩm chức năng tự gia công nói ui sữa này tốt lắm. Một đèo xe rồi đi ra xuống. Rồi cả nhà tập trung nha. Điều đầu tiên, sản phẩm của DOC em thấy cái điểm mạnh đầu tiên đó nha, mà nó đa dạng. Thực sự đa dạng. Đúng không? Phân tích cho người ta cái đa dạng để làm cái gì? Nó đa dạng cái gì chứ đã? Đầu tiên nó đa dạng ở cái đầu tiên này. Nó có trên 60 sản phẩm anh ơi. Đúng không? Có từ chăm sóc cá nhân, chăm sóc tiêu dùng, vệ sinh gia đình, máy lọc nước, mỹ phẩm chăm sóc da. Rồi, vậy cả nhà ghi cho Thành cái nhá. Đa dạng phân khúc khách hàng nó sẽ cho chúng ta ba cái giá trị như sau. Nhớ này, nhớ dùng tôi cái ghi vào. Là vừa rồi Thành nói là tác dụng đó nó phải đem lại giá trị gì. Vậy điểm mạnh của đa dạng phân khúc nó sẽ đem lại giá trị gì? Đầu tiên, nó sẽ cho chúng ta đa dạng tệp khách hàng. Được không? Người già, người trẻ, phụ nữ mang thai, trẻ con đều dùng. Anh chị bán một loại sữa thôi, có nhiều người không uống sữa là thua rồi. Rồi không thích phẩm chức năng thì bán gì? Mỹ phẩm. Không thích mỹ phẩm thì bán sáp khử mùi, bán dung dịch vệ sinh phụ nữ. Không thích bán nữa thì rồi bán máy lọc nước. Không thích nữa thì bán trị liệu. Điều đầu tiên là sẽ cho chúng ta đa dạng tệp khách hàng là điều đầu tiên. Điều thứ hai, đa dạng khách hàng thì nó có tác dụng gì anh nhỉ? Nó sẽ cho chúng ta khai thác sâu hơn được khách hàng. Ví dụ chị Hường dùng sữa một thời gian chán rồi thì bây giờ uống mắt đi chị. Mắt chán một thời gian rồi uống cho não bộ nó thông minh đi chị. Rồi thì chị uống canxi đi. Để tháng sau chị uống nội tiết đi. Nó giúp chúng ta khai thác sâu hơn. Đấy chưa cả nhà? Nhưng mà cái sự đa dạng này nó có cái thứ ba này này. Nó quan trọng nhất của người kinh doanh, cả nhà biết là gì không? Nó sẽ giúp cho team của chúng ta ổn định và mạnh hơn. Có rất là nhiều công ty bán một sản phẩm và sau khi nhà phân phối qua công ty khác tìm thêm một cái sản phẩm thôi và bị cuốn theo công ty khác. Cả nhà hiểu Thành nói không ạ? Ví dụ công ty chúng ta không có máy lọc nước, chúng ta sẽ mất một vài bộ phận nhà phân phối. Chúng ta không có trị liệu, chúng ta sẽ mất một vài bộ phận hệ thống trị liệu. Nhà phân phối đi học ở trị liệu nơi khác. Nhưng mà tại sao chúng ta phải có sự
toàn diện về kế hoạch kinh doanh, toàn diện về chiến lược và toàn lực về sản phẩm, đúng chưa cả nhà? Vậy đầu tiên là chúng ta đa dạng sản phẩm. Ok, cả nhà hiểu điều này, cả nhà đến ok. Đa dạng giúp chúng ta đa dạng thể khách hàng, giúp chúng ta khai thác sâu khách hàng và giúp chúng ta giữ nhà phố tốt hơn nha. Vậy thì Thành hỏi cả nhà một câu nữa nha. Mình bán một cái mà bản thân mình cả đời đều phải dùng tất cả nó cũng hạnh phúc hơn không là bán một sản phẩm. Đằng nào mình cũng mua kem tẩy răng, đằng nào mình cũng mua sữa tắm, đằng nào mình cũng mua dung dịch vệ sinh phụ nữ, đằng nào mình cũng dùng bột giặt, đằng nào mình cũng dùng lau sàn, đằng nào mình cũng dùng máy lọc nước, đằng nào mình cũng đi massage, mà mình có cách mình kinh doanh, điều đó là điều hạnh phúc nhất. Anh chị tìm ở đâu ra một tập đoàn, một công ty như vậy? Anh chị đọc phân tích một cái ngạch đó thôi này nha, trong cái điểm vượt trội của DLC thôi, anh chị đã thắng rồi. Tôi không phân tích, tôi không phân tích tào lao đâu nha, phân tích có cơ sở đó nha. Ok chưa? Cả nhà hiểu điều này không ạ? Rồi, điểm mạnh số 2, người ta hỏi sản phẩm của anh có cái gì mạnh nữa? Hoặc là người ta có thể hỏi là thế túm lại anh có cái sản phẩm gì chủ lực? Thì nói đến Herbalife, là nói đến Nitro Good, nói đến tăng giảm cân, nói đến sữa non, là nói đến Alpha Lipid đúng không? Nói đến Amway, nói đến Neutrinite, ATG, nói đến Thiên Sư, nói đến Canxi, nói đến Siri, nói đến Formula, nói đến Nô Hội, nói đến Aloe Vera, nói đến Nuskin, nói đến Azelox, nói đến Unicity. Người ta một vài cái bộ chuyển hóa. Đúng không ạ? Vậy nói đến DLC nói cái gì? Cái gì cũng tốt. DLC là tập đoàn đầu tiên và duy nhất trên thế giới nhiều sản phẩm. Nhưng đa dạng cộng với nhiều sản phẩm chủ lực. Thế tại sao lại có nhiều sản phẩm chủ lực? Và để có sản phẩm chủ lực thì chỉ có một cái thôi, là bỏ tiền ra mua luôn cái quy trình sản xuất công nghệ này. Nên nói đến DLC, cái gì cũng mạnh. Nên là chúng ta cũng có thể nói một câu là tập đoàn nào có sản phẩm nào, DLC cũng có sản phẩm đó. Dám so sánh về sản phẩm tốt hơn. Đây không phải tôi nói đâu nha, mà chủ tịch nói. Chủ tịch nói hai câu, một là nếu tập đoàn nào có một sản phẩm nào tốt, thứ nhất tôi sẽ học làm theo sản phẩm đó. Câu thứ hai ông nói nếu mà tôi không đủ năng lực làm theo, tôi sẽ không bán và làm sản phẩm đó nữa. Anh chị tìm ra sản phẩm của tập đoàn nào nhiều sản phẩm chủ lực không? Nên là khi một vài công ty nhập sản phẩm yến về, nhập thêm, vậy nhớ này này, ra thêm sản phẩm mới là phải từ chiến lược ngay từ đầu. Chứ không phải là ra thêm sản phẩm mới là để thêm cho nó có nhiều sản phẩm. Có nhiều công ty bán một sản phẩm thôi nhưng bây giờ cũng phải nhiều sản phẩm đó. Nhưng mà sản phẩm đó không phải là trong chiến lược vận hành mà nó là để thêm. Ok chưa cả nhà? Cái số 3, cái điểm mạnh của sản phẩm DLC mà em thấy được. Có thể chúng ta chung một cái tên là thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Nhưng em có thể nói đây là thực phẩm mục tiêu và có thể gọi là dinh dưỡng mục tiêu. Vì sản phẩm này tác dụng rất mạnh như thuốc và an toàn như thực phẩm chức năng. Em không có nói có thể như thuốc một tây 100%, nhưng về thành phần, về hàm lượng em có thể so sánh với một vài loại thuốc căn bản nhất. Tại sao có điều này? Vì là thực phẩm chức năng đầu tiên được sản xuất trên cơ chế dược phẩm, tác dụng nó manh, nó nhanh như vậy. Đây anh có thể thấy cái vấn nạn thực phẩm chức năng bây giờ là uống cho nó khỏe, dùng rất là lâu, tác dụng rất là chậm. Nhưng ở DOC anh sẽ thấy được cái công nghệ, cái hàm lượng, cái thành phần anh có thể so sánh. Ví dụ anh so sánh cái men vi sinh thôi, anh so sánh cái vitamin C thôi, được không ạ? Anh sẽ thấy nó quá kinh khủng. Vậy người ta nói là thừa sao? Thừa thì uống ít thôi, đúng không ạ? Uống ngày 1 phần 10 viên C thôi, uống 100 mg nó đâu cần nhiều đâu. Nhưng khi có vấn đề thì làm nào? Và anh chị có thể nói cho tôi, dùng tôi cái ở phần 3 này này. Khách hàng đến với chúng ta bây giờ thường thường là có vấn đề về bệnh lý, mà sản phẩm uống chỉ để khỏe không giải quyết được vấn đề, mà người ta cần thay đổi ngay và nhanh. Mình không có thể nói nhanh như thuốc tây có thể là cắt giảm cơn đau ngay, nhưng 1 đến 3 ngày đến 1 tuần nó phải thấy chuyển biến. Cả nhà hiểu điều số 3 nhấn chữ ok chưa? Nhấn chữ chưa? Cả nhà hiểu điều này không ạ? Cả nhà phải thấy được điều này nha. Ok chưa? Điểm số 3. Điểm mạnh số 3 nha. Rồi điểm mạnh số 4. Có cái C là 1.000 mg đâu, nghe sốc tinh thần quá.
Tôi làm việc với mấy anh bạn bán dược sĩ á, nó nói tào lao thực phẩm chức năng gì mà kinh khủng vậy, nó là đó là như vậy đó, tôi đang bán cái đó 15 nay rồi đó, nó an toàn như thực phẩm chức năng mà mạnh như dược phẩm, được không? Cái điểm mạnh thứ tư, cái này anh chị phải nhìn ra vấn đề. Bây giờ thầy hỏi cả nhà một câu này, thầy hỏi cả nhà một câu tiếp theo này, hỏi câu này dừng lại đây này. Có cái gì là mãi mãi tốt nhất không? Có cái gì là mãi mãi tốt nhất không? Không. Rồi, ví dụ như canxi 30 năm trước nó là số 1. Alpha lipid 10 năm trước nó là số 1. Kháng thể không có thằng nào nói chuyện được với nó. Đúng hay sai ạ? À, tôi mua cái iPhone 14 này năm trước nó là số 1. Bây giờ số 2 rồi, nó ra iPhone 15 này. Được không ạ? Mai mua đổ sao được? 42 triệu mà mới mua từ tháng 12. Thời điểm này nó là số 2 này. Vậy nhiều người người ta hỏi một câu nè, DLC bây giờ anh đang nói là the best from, có là những sản phẩm tốt nhất rồi, thế sao nó ra DLK thì anh bỏ à? Anh bỏ DLC à? Tôi nói luôn là nếu mà có cái DLK mà tốt hơn tôi bỏ thật đó, vì tôi không có chủ nghĩa tôn thờ. Cả nhà hiểu cái này không ạ? Vậy cả nhà, thầy hỏi cả nhà nha, có nhiều tập đoàn, nhiều công ty 15 nay chưa đổi mẫu mã sản phẩm, chưa thay đổi công thức sản phẩm, cả nhà có tin nó là tốt tốt nữa hơn không? Tốt làm sao được, cả nhà hiểu điều này đúng không ạ? 30 năm trước anh có là vua canxi vì lúc đó người ta chưa làm ra canxi từ thực vật thôi. Cả nhà hiểu cái này không á? Cả nhà hiểu cái này không đã? Đúng không ạ? Neutrinite 50 năm, 60 năm rồi. Vậy thì DOC có cái gì đây? Cả nhà phải hiểu cái này nhá, phải hiểu cái này thì mình mới đi dài được. Đó chính là trên một cái dây chuyền người ta gọi là cơ chế sản xuất, hoặc người ta gọi là tiêu chuẩn sản xuất. Đó có hai cái loại tiêu chuẩn sản xuất. Ở trước tôi có nói với chỗ bác sĩ Hải ha, là DOC là tập đoàn đầu tiên được sản xuất theo cơ chế dược, nhưng nhà máy sản xuất là cGMP. Cả nhà học ở bài thực phẩm chức năng sẽ sâu hơn, nhưng thầy sẽ phân tích cho cả nhà như sau. GMP là được quản lý bởi WHO, còn cGMP là cao cấp hơn, là cái nhà máy và cái cơ chế sản xuất này được sản xuất theo cái tiêu chuẩn của FDA. Cả nhà nha, nó là như thế nào? cGMP là chất lượng này, là dây chuyền này, là công nghệ này, là chứng nhận này, là thành phần này, là hàm lượng này, để cái nhà máy đấy được coi là theo tiêu chuẩn cGMP thì nó phải cập nhật, nó phải nâng cấp theo công nghệ của thời điểm hiện tại mới được công nhận là nhà máy cGMP. Theo Thành được biết thì có tầm khoảng chưa đến 10 nhà máy trên thế giới đạt chuẩn cGMP. Và tại sao chủ tịch SD lại chọn có một nhà máy đóng gói của chúng ta và sản xuất lại của chúng ta ở Đài Loan? Vì ở khu vực châu Á chúng ta chỉ có một nhà máy cả nhà nhìn đây này, Chempot đấy, đúng không ạ? Là đạt chuẩn cGMP duy nhất tại Đài Loan thôi cả nhà nhé. Còn một vài ở châu Âu, ở California có một vài nhà máy nha, đúng không ạ? Anh chị có lên mạng chị sọt ra. Vậy nếu bây giờ chúng ta làm ra hai con lợi khuẩn nữa, chúng ta sẽ cập buộc cái nhà máy chúng ta phải cập nhật thêm điều 12, điều 15. Cả nhà có thể vào trang web dlctaiwan.com, chúng ta đã vừa mới xin giấy phép lấm ngư trường chi mới xong, đúng không ạ? Có phải là anh chị thấy là chúng ta có lấm ngư trường chi thêm nghệ không? Có phải anh chị có thể vào đó anh chị thấy là chúng ta đã đổi mẫu mã và công nghệ của cái lutein và cái hạt bí ngô này. Ở lúc Thành vào năm 2017-18, vitamin C của chúng ta chưa có bổ sung kém, với là vitamin C B2 thôi. Nhưng mà người ta nghiên cứu ra là C phải có kém để hấp thu, để chuyển hóa tốt hơn. Đâm ra một cái sản phẩm mà luôn luôn được nâng cấp theo thời điểm hiện tại đó nha, nó có hai yếu tố. Một là anh chị không lo bị tụt lùi với đối thủ. Số 2 là cái thời gian kinh doanh nó dài hơn. Bao nhiêu chị bắt đầu hiểu điều này rồi nên chị ok. Cái này hiểu điều này không ạ? Quảng cáo thôi nha, quảng cáo thôi chị Hường nha. Năm Thành cũng nghi ngờ năm 2020 có một công ty mỹ phẩm là công ty Mocha của máy bót đó. Tôi rất là giật mình, nhà máy sản xuất theo tiêu chí cGMP.
Và chị Hường hình dung được trước nha, cGMP đó nó có thể dịch ra này này là sản xuất mỹ phẩm, được không ạ? Nhưng mà cGMP mà theo quy định của sản xuất cơ chế dược á, nó là như thế này, và ở Việt Nam không có, được không ạ? Chúng ta nghe cái quảng cáo rồi đó nha, nó còn ghi cả FDA trên vỏ hộp mà, nhưng hiện tại thì chúng ta chưa có điều này, hay không có, chắc chắn là không có, chưa đủ trình độ để làm cái nếu mà chúng ta có một cái canxi thêm thành phần tốt hơn, chúng ta phải cập nhật cái này, được không ạ? Nên là khi tôi chọn một cái sản phẩm tôi rất là an tâm, được không ạ? Chúng ta nâng cấp một cách rất là liên tục, anh chị sẽ thấy là chúng ta nâng cấp sản phẩm một cách liên tục, được không ạ? Và cái thứ năm, Unicity thì nổi tiếng với dược điển hoa, gọi là dược điển thế giới. Thế anh chị biết cái dược điển PDR thế giới nó cũng không có cái gì đâu, nó cũng bởi quản lý FDA thôi. Dược điển thế giới không phải là những sản phẩm gì tốt nhất trên thế giới được dược điển lựa chọn, mà anh chị đăng ký thôi, nó không có cái gì là xuất sắc cả. Và người ta nói là dược thư thế giới, tôi nói mai nó chả có cái quái gì. Nếu có một cái thì tôi tin tưởng hai cái này cả nhà này, FDA đó là chuyện thường này ha, nhưng mà tôi tin tưởng hai cái này nhất anh chị. Và anh chị nói với tôi như này này, ôi giờ ơi, chứng nhận không có tin, đúng thật, với nói câu này thì nó hơi tệ cả nhà nha, những chứng nhận của Việt Nam thực sự tôi không tin tưởng cho lắm. Có thể chứng nhận thì tốt, nhưng mà những người thực thi để cấp cái chứng nhận đó nó chưa ok. Chứng minh một cái bây giờ anh chị chỉ cần làm một sản phẩm có 10 triệu thôi là có một đội xin chứng nhận đó, công bố sản phẩm cho. Nhưng riêng về GRASS anh chị biết là uy tín cực kỳ nha, hơn 2 triệu sản phẩm mà đến bây giờ có hơn 500 sản phẩm được đăng ký thôi. DLC chúng ta gần 10 sản phẩm được chứng nhận GRASS. SGS là tổ chức của Thụy Sĩ trung lập, đều không có theo nào hết, mà tất cả sản phẩm của DOC được chứng nhận của SGS. Đâu, còn Hala, Coser, ISO 9001:2000, đâu mà nó là chuyện bình thường. Nhưng với tôi nha, tôi rất là tin tưởng những cái sản phẩm này có chứng nhận. Ok chưa cả nhà? Cái thứ sáu, nếu chúng ta cạnh tranh, anh chị sẵn sàng cạnh tranh giá so với các sản phẩm của phân khúc được. Đấy không ạ? Nếu anh chị cạnh tranh giá, chúng ta sẵn sàng cạnh tranh giá so với các sản phẩm cùng phân khúc. Đấy không cả nhà? Ví dụ, nói về canxi đi, chúng ta không có đối thủ. Nói về lợi khuẩn, chúng ta cũng không có đối thủ luôn. Nói về sữa miễn dịch, chúng ta cũng sữa miễn dịch nha, tôi không nói sữa khác, cũng không có đối thủ luôn. Đấy không ạ? Và cái cuối cùng, là cái thứ bảy tôi mở rộng cho cả nhà. Chưa có một cái sản phẩm nào có tiêu chí 5S. Anh chị có biết S không ạ? Tôi nói S1 selection, tôi không nói tiếng Anh nữa. S1 là chọn sản phẩm đúng mục tiêu nhất. Có là anh chị đang cần vấn đề gì thì DOC sẽ sản xuất theo cái vấn đề của anh chị. Mắt thì tôi có sản phẩm mắt. Số 2 là chúng tôi chọn cái nguồn nguyên liệu ở đâu tốt nhất. Ví dụ nguồn nguyên liệu mà cho tiền điện tuyến là hạt bí ngô. Nhưng mà hạt bí ngô phải trồng ở Áo. Đúng không ạ? Một là sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn là đúng mục tiêu nhất là S1 này. Thứ hai là đỡ không ạ? Thứ hai là gì ạ? Nguồn nguyên liệu tốt nhất. Số 3, tập đoàn này sản xuất ra nguồn nguyên liệu là cũng tốt, nhưng mà hàm lượng dây chuyền nào cao nhất, hàm lượng nào cao nhất. Số 3 là gì ạ? Các nhớ cái này không? Một là đúng mục tiêu nhất này, đỡ không ạ? Nguồn nguyên liệu tốt nhất này, hàm lượng cao nhất này, dây chuyền sản xuất hiện đại nhất. Ví dụ bí ngô trồng tại Áo phải tốt nhất, nhưng phải đưa về gì, đưa về Frutarom của Thụy Sĩ sản xuất cơ. Và cái thứ năm, cơ quan kiểm định tốt nhất, để không ạ? Đây là 5S nha. S1 là chọn sản phẩm đúng mục tiêu nhất, S2 là nguồn nguyên liệu tốt nhất, số 3 là hàm lượng cao nhất, số 4 là dây chuyền sản xuất hiện đại nhất, số 5 là cơ quan kiểm định an toàn nhất. Rồi mở rộng thêm, sản phẩm đầu tiên trong thị trường sức khỏe bán được giá lẻ. Vì sao? Vì có giá trên vỏ hộp. Được không ạ? Sản phẩm nào có giá trên vỏ hộp không? Không có, không có luôn, khác biệt đó cả nhà. Rồi, có sản phẩm nào trên thế giới chia nhỏ để bán được không? Sữa này chị không chia nhỏ được rồi. Men vi sinh của Herbalife, Amway, Thiên Sư đâu có chia nhỏ được vì nó là hộp bột.
Canxi các anh chị cũng là của Unicity cũng tốt, nhưng mà nó là bột, đâu có chia nhỏ được. Nhưng canxi lợi khuẩn C bán lẻ được, keo xanh bán lẻ được. Rồi, sản phẩm nào sau 10 năm trên thị trường không phá giá? Sản phẩm nào có chiến lược hỗ trợ anh chị bán lẻ không? Đây là điểm mạnh của sản phẩm DOC. Đây là 7 cái điểm mạnh anh chị phân tích cho khách hàng. Ok. Em nói lại cái sản phẩm 5S, cái 5S. S1 là chọn sản phẩm đúng mục tiêu nhất. S2 là chọn nguồn nguyên liệu tốt nhất. Được không ạ? Tại sao ông không chọn cái gì của Việt Nam nhỉ? Ông không chọn. Chứ có nhà máy nào ok. S3 là chọn hàm lượng cao nhất. Một cái tập đoàn có thể có nhiều sản phẩm, nhưng mà ông có chọn cái làm cao nhất của tập đoàn đó. S4 thậm chí là ông ấy lấy nguồn nguyên liệu của tập đoàn này thôi, nhưng ông ấy đem đến cái nhà máy nào có dây chuyền hiện đại nhất là cái số 4. Cái số 5 là cơ quan kiểm định nào tốt nhất thì ông ấy lựa chọn. Và chủ tịch còn bỏ ra 5 triệu đô là 100 tỷ á, là về Đài Loan có một đội ngũ nhà học nghiên cứu kiểm tra lại có an toàn hay không. Grab hay SGS cũng chưa tin tưởng lắm, về Đài Loan test lại lần nữa. Sau đó mới đưa đến chúng ta. Được không ạ? Tại sao ông không chọn cái gì của Việt Nam, không chọn cái gì của Trung Quốc nhỉ? Không chọn. Ok, cả nhà năm đó điểm vượt trội sản phẩm của DOC đến chúng ta đến chữ ok. Ok chưa cả nhà? Cả nhà phân tích cứ vậy chúng ta mới phát triển được chứ.